Rồi, chào anh em thì trước hết thì mình xin cảm ơn tất cả những anh em đã like cho mình cái clip hướng dẫn người sói của mình. Tự dưng hôm nay thấy nó thông báo là được 100 like thì mình cũng khá là vui. Đấy. Thì nói chung là sau bao ngày nỗ lực cố gắng thì cái công của mình đã được đền đáp một chút như thế. Rồi, 100 like của mình nó cũng đã là nhiều rồi. Thì cảm ơn anh em. Rồi. Thì tiếp theo đấy thì hôm nay mình sẽ thử đi rank bằng nick của PT nhá. Đấy. Hôm nay mình sẽ cầm theo khẩu AK-47. Vừa mới nói bắt đầu ra. Hôm nay mình sẽ cầm theo khẩu VIP Dragon AK-47. Đi quẩy rank xem nó như thế nào nè. Lúc đầu là mình thấy tự dưng có khẩu này trong kho đồ và ngẫm lại là hình như mình cũng chưa làm hay sao ấy. Cho nên là thôi. À với lại là thêm là lúc đầu mình định đấu zombie cơ. Rất tiếc là chả hiểu sao mà hôm nay chả có phòng nào zombie cả. Đấy. Thế thôi mình cũng lại nảy ra ý định là hay là mình thử cầm rank vui vui tí xem như thế nào, xem có bị ăn hành không. Và đây kết quả như bạn đang thấy đây. Vâng. Toàn để đồng đội phải gánh thôi. Đấy. Rồi ok, ăn được mạng cuối được rồi. Rồi. Cái khẩu này nó cũng chả có cái gì nổi bật cả. Mặc dù đã xuất hiện được rất lâu rồi. Nhưng mà thì cái đạn thì nó cũng ok, 34 viên thì phải. Đam thì 33 hay 34 ấy cũng rất là ổn. Nhưng mà hồi trước hình như là phải nạp mấy triệu vào mới nhận được, cho nên là ít anh em có. Với lại là nhiều súng mới quá rồi. Cái khẩu này có ai dùng đoạn này thì bắn đồng đội anh này. Với lại khẩu này cũng có ai dùng đâu. Đấy, hôm nay mình đem vào mình chơi chơi thôi. Đấy, cầm nick PXT. Gọi là cũng vui vui, đấu. Mỗi tội là đi rank toàn gặp cao thủ. Nick này Bạch Kim nhá. Đấy. Rồi giời, nói chung là trình độ của mình có hạn thôi. Thỉnh thoảng đổi gió này cho anh em đỡ chán. Thì thực ra thì mình cũng không bắn giỏi lắm đâu. Mình chơi về zombie mà. Đấy, cận chiến zombie ở cái đậu phộng ấy. Nó như thế mà xong bọn này biết nhỉ. Hư cấu thật đấy. Rồi kệ đi, tiếp tục nào. Lên. Rồi, đấy. Nghe thấy không? Bắn không không tạ mấy đâu. Cái quan trọng là đồng đội thì cứ nhiệt tình lên. Còn mình thì bọc lót phía sau đấy. Đấy, đấy, bình tĩnh thôi. Anh chỉ tỉa máu có chú thôi. Đừng đùa. Này thì rồi, này một thằng nhá. Rồi, à rồi, sao ok. Bạn Nobita cầm cái sóc lọ chơi rất là kinh rồi. Rồi, đấy bạn thấy không? Sóc gọi là sức mạnh là kinh hoàng, cho nên là anh em nào cũng bảo kích ngay lập tức, không lại cứ một hit là vào người là chết rồi. Tầm gần nhá, tầm xa thì cũng ăn may thôi. Đấy, rất là khỏe. Thế chứ nói chung là mình cũng không tạ lắm. Miễn là đồng đội đừng có chết hết là được. Mình chơi theo kiểu là support thôi. Đấy, tỉa máu thôi. Chứ lao lên thì chết đầu tiên team mới chửi rồi vui lắm. Đấy, rồi. Ok. Thì Akia cũng một điều nữa là cái clip trước của mình về M4 VIP với Orion Con thì rất bất ngờ là cũng được hơn 400 lượt xem. Đấy, rất là vui. Không phải vui thường mà là quá là vui đi. Đấy, mình cũng chưa hiểu tại sao nó lại cũng tăng lên nó đột biến thế, nhưng mà rất là vui. Thì cảm ơn anh em. Đấy, mong anh em tiếp tục ủng hộ mình. Mục tiêu của bây giờ mình bây giờ là 500 sub. Không biết là hết tháng 12, à không, không, không được. Hết Tết có được nổi 500 sub không? Đấy, mục tiêu của mình là như thế. Nói chung là mình lên sub khá là chậm. Mình lên sắp khá là chậm. Cho nên là cũng ui giời, ăn ngay mấy quả bom vào mặt chết luôn, sợ thật đấy. Rồi. Đấy, thế thôi. Thì anh em cứ ủng hộ bằng cách là cứ đăng ký kênh, với lại là cứ xem cho mình. Đấy. Còn lại là
Việc của mình là mình sẽ cung cấp cho các bạn một tuần 3 clip. Không biết tuần này có được 3 clip không, nhưng mà mình cũng đang hơi bận và sẽ cố gắng. Ok. Đấy, rồi team thì khoảng, quá là khỏe rồi. Đấy, không phải sợ gì hết. Ok, thì thôi. Mình cũng chắc đến đây rồi. Đấy, tốt là trận này cũng hết rồi. Thì chúc anh em xem clip vui vẻ. À, đây, 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 đây. Các chú định bóc á. Ủa, ba thằng không là gì cả. Đấy, đấy, đấy. Thấy không? Mỗi thằng một mạng, vui vẻ cả nhà. Bye.